Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Tuần Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Với những điều chỉnh chiến thuật mới, quân đội Nga đang dồn ép binh sĩ Ukraine tại mặt trận Donetsk, đẩy họ rơi vào ác mộng của một mùa hè đỏ lửa. Thế trận của Kiev đang rung chuyển mạnh trước những đòn tấn công như vũ bão của Moscow. Đáp trả lại các cuộc tấn công của Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây công bố một đoạn video do Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine quay lại. Phía Ukraine tuyên bố trong đoạn video mà họ mô tả là đã ngăn chặn đoàn xe quân sự Nga rằng một cuộc tấn công bất thành khác của Nga. Yuri Misiagin, một nghị sĩ Ukraine cho biết đoạn phim cho thấy đoàn thiết bị quân sự của Nga bị phá hủy tại thành phố Krasnohorovka thuộc vùng Donetsk. Được biết, sau khi không thành công trong việc bao vây thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Giới chỉ huy Nga bắt đầu tập trung chú ý trở lại vào tỉnh Donetsk, mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Nga Putin. Cuộc tiến công tỉnh Kharkov tuy mang lại ít thành quả trên thực địa, nhưng đã giúp Nga phân tán nguồn lực của Ukraine trên chiến trường. Ông Oleksandr, 30 tuổi, tiểu đoàn trưởng thuộc lữ đoàn 47 Ukraine, chiến đấu gần Ocheretino, nói rằng các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn với khó khăn còn tổng thống putin dường như đang ngày càng tiến sát được mục tiêu của mình ông alexander nói chiến lược của nga là cố gắng tập trung sức mạnh của chúng tôi vào một hướng rồi đánh lạc hướng chúng tôi ở một nơi khác mục tiêu đầu tiên của họ là tiêu diệt chúng tôi mục tiêu thứ hai là dồn ép chúng tôi để họ có thêm lợi thế trong đàm phán hòa bình họ gần như chạm tới mục tiêu chiếm được tỉnh donetsk đặc biệt lực lượng nga đang tiến dần về phía thành phố pokrovsk trung tâm vận tải quan trọng ở vùng donetsk có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine, đe dọa tuyến tiếp tế quan trọng của Kiev. Trong thời gian qua, Nga tuyên bố giành thêm một số khu vực từ tay đối thủ, song tình hình ở Pokrovsk khiến Ukraine lo lắng hơn cả do vị trí quan trọng của khu vực này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình khó khăn và nhấn mạnh Kiev đang phải đối mặt với thực tế cực kỳ thách thức ở khu vực này. Theo ISVK, lực lượng Nga đang tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ để tiến lên và thực hiện một cuộc bao vây chiến thuật đối với lực lượng Ukraine theo hướng Pokrovsk. Hiện một số lực lượng Nga đang di chuyển về phía Tây và phía Bắc qua ngã thị trấn Kurakhov. Nếu quân Nga kiểm soát được Toresk, Pokrovsk và Kostiantynivka, toàn bộ tỉnh Donetsk sẽ lâm nguy. Điều này khiến Ukraine kéo căng lực lượng trên toàn bộ mặt trận phía Đông trong nhiều tháng cố gắng giành càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi Ukraine đưa tân binh và vũ khí mới do phương Tây viện trợ ra chiến trường. Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn vũ khí Rostec, ông Sergei Chemezov cho hay, Rostec đã phát triển một phương tiện robot được điều khiển từ xa để vận chuyển đạn dược ra chiến trường. Ông Chemezov nhấn mạnh, để giảm thiểu thương vong về người, chúng tôi đã phát triển một phương tiện robot được điều khiển từ xa hoàn toàn để vận chuyển đạn dược, vận chuyển người bị thương, hoặc bất kỳ thứ gì khác cần thiết theo ông chemezov phương tiện mới nói trên đang được quân đội thử nghiệm và sau đó sẽ được sản xuất hàng loạt cuộc xung đột cường độ cao ở ukraine đã biến các hệ thống robot thành công cụ không thể thiếu trên chiến trường các lực lượng nga đã huy động đủ loại từ robot chiến đấu vận chuyển trinh sát tới robot đặc công chữa cháy cho các cuộc tiến công dọc theo phòng tuyến ukraine trong đó nổi bật là robot vận chuyển đạn dược cherepakha cherepakha có nghĩa là rùa là phương tiện không người lái chở hàng có bánh xe do Argo, một công ty của Nga chế tạo và đã trải qua thử nghiệm trên chiến trường Lugansk bắt đầu từ tháng 1. Hệ thống cải tiến này được thiết kế để vận chuyển đạn dược như đạn súng cối cho các đội quân và vật tư cho binh lính đóng quân ở tiền tuyến. Với tốc độ tương đương tốc độ của một đơn vị bộ binh hành quân, khoảng 10 km/h, Cherry Paka có thể được lập trình để tự động bám theo tín hiệu vô tuyến do một đội trưởng mang theo trong khi chở hàng hóa nặng tới 500 kg ngoài ra theo nhà sản xuất hệ thống nguồn năng lượng từ pin lithium ion cho phép nó hoạt động gần như im lặng và sinh nhiệt ở mức tối thiểu về phía ukraine tình trạng thiếu thốn cả nhân lực và vũ khí khiến ukraine tìm cách tạo lợi thế trước quân đội nga mạnh và đông đảo hơn một giải pháp của ukraine là đầu tư vào sản xuất các robot quân sự robot sát thủ để giảm bớt rủi ro của người lính ukraine trên chiến trường đồng thời nâng cao hiệu quả sát thương trong chiến đấu khoảng 250 công ty khởi nghiệp trên khắp lãnh thổ Ukraina đang cùng sản xuất các robot chiến đấu tại những địa điểm bí mật. Ukraina hy vọng với một hệ sinh thái các phòng thí nghiệm tại hàng trăm công xưởng bí mật, họ có thể xây dựng được một đội quân robot có khả năng gây thương vong cao cho binh sĩ Nga và bảo toàn lực lượng của Ukraina. Ukraina hiện sở hữu các UAV tấn công bán tự động và các vũ khí trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Trong khi tham dự lễ kỷ niệm ngày hải quân Nga vừa qua, Tổng thống Putin cho biết, Moscow có kế hoạch triển khai tên lửa trong phạm vi có thể tấn công Tây Âu khi tính toán đến các hành động của Mỹ, các vệ tinh của nước này ở châu Âu cũng như các khu vực khác trên thế giới. Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng, việc Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung tới Đức vào năm 2026 sẽ gây ra mối đe dọa cho Nga. Ông Putin nói, thời gian bay để nhắm các mục tiêu trên lãnh thổ chúng tôi của các tên lửa này mà trong tương lai có thể trang bị đầu đạn hạt nhân là khoảng 10 phút. Hồi đầu tháng 7, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang lên kế hoạch bắt đầu triển khai theo từng giai đoạn các tên lửa theo quy ước tới Đức vào năm 2026. Tuyên bố này cũng thông báo các đơn vị khai hỏa tầm xa theo quy ước sẽ bao gồm SM-6, Tomahawk và các vũ khí siêu thanh có tầm hoạt động xa hơn đáng kể so với hỏa lực phóng từ mặt đất hiện tại ở châu Âu. Hiện vẫn chưa rõ Moscow sẽ sử dụng hay triển khai loại tên lửa nào Nikolai Sokov, một học giả cấp cao tại Trung tâm Giải trừ Quân bị và không phổ biến vũ khí viên, người chuyên nghiên cứu về việc kiểm soát vũ khí và tên lửa Nga nhận định với Defense News. Theo ông, tên lửa Kalib phóng từ mặt đất là một lựa chọn rõ ràng, đồng thời cho biết nó sẽ dễ dàng phát triển và thử nghiệm cho kịp thời điểm năm 2026. Việc tăng tầm hoạt động của tên lửa Iskander hoặc làm hồi sinh dự án Rubes bị gác lại có lẽ cũng sẽ được cân nhắc các tên lửa Iskander đang được bố trí tại Kaliningrad và Belarus, trong khi các hệ thống tầm xa hơn có thể được đặt sâu hơn trong lãnh thổ Nga, tăng thời gian cảnh báo sớm với cả hai bên. Ông Michael Dusman, học giả nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí James Martin tại California, Mỹ, cho rằng ngoài ra còn có tên lửa hành trình 9M729 mà Mỹ tin rằng được đưa vào hoạt động trong những năm 2010. Ông chỉ ra rằng Tổng thống Putin đã đề cập rõ ràng đến lực lượng bờ biển, trong đó bao gồm lực lượng pháo binh bờ biển. Ông Dilsman nói quân đội Nga đã sử dụng hai hệ thống Ban và Bastion để tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Ukraine, với các tên lửa Onyx M, đơn vị Bastion đặt tại Kaliningrad về lý thuyết có thể tấn công toàn bộ Ba Lan ngoài nhiệm vụ chống hạm của nó, đồng thời cho rằng cả hai hệ thống có thể được nâng cấp với các tên lửa tăng tầm hoạt động. Mỹ và Liên Xô năm 1987 đã ký hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF cấm các loại vũ khí có tầm hoạt động từ 500 đến 5.000 km. Vào năm 1991, cả hai nước đã phá hủy toàn bộ các kho vũ khí này, ước tính tổng cộng 2.692 tên lửa. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đã rút khỏi hiệp ước vào đầu năm 2019, cáo buộc Nga nhiều lần vi phạm. Phản ứng trước động thái này, Nga cũng dừng tham gia hiệp ước. Tổng thống Putin cho biết nếu Mỹ thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa, Nga sẽ tự giải phóng mình khỏi lệnh cấm đơn phương được áp đặt trước đây đối với việc phát triển vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn. Ông nói, việc tạo ra những hệ thống như vậy đang ở giai đoạn cuối. Nhà quan sát Nikolai Sokov cho hay, chúng ta đang bước vào cuộc khủng hoảng tên lửa mới ở châu Âu. Ông nhận định, không giống như ông Gorbachev, người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp thành công của Hiệp ước INF, Tổng thống Putin ít có khả năng nhượng bộ hơn. Chuyên gia Socol nói có nhiều khả năng xảy ra bế tắc và ít có khả năng đạt được thỏa thuận hơn so với trường hợp những năm 1980. Máy bay không người lái UAV đã được Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi kể từ khi xảy ra xung đột. cả hai bên đều có kế hoạch tăng cường sản xuất loại thiết bị bay này bởi cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tuyên bố rằng sản lượng máy bay không người lái UAV tại Nga đã tăng lên 4.000 chiếc mỗi ngày. Theo ông Belushov, Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của Nga đã thúc đẩy đáng kể sản lượng máy bay không người lái FPV. Ông Belushov nói trong một cuộc trò chuyện với các binh sĩ lữ đoàn bị kích đặc nhiệm số 45 của lực lượng nhảy dù Nga, số lượng máy bay không người lái FPV đã tăng đáng kể. Hiện tại, con số này là hơn 4.000 chiếc mỗi ngày. Theo chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine, con số 4.000 UAV mỗi ngày là rất lớn, tương đương 120.000 UAV mỗi tháng và 1,46 triệu chiếc mỗi năm. Trước đó, phía Ukraine đã đặt ra mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm 2024. Vào cuối tháng 2, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine, Anna Gvozdia thông báo, trong 2 tháng, Ukraine đã sản xuất 200.000 UAV. Nếu tỷ lệ này giữ nguyên, Ukraine có thể sản xuất 1,2 triệu chiếc UAV trong năm nay. Hồi đầu năm nay, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Andrei Bilushov, khi đó còn là phó thủ tướng Nga cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái mỗi năm vào năm 2030, để các nhà sản xuất trong nước chiếm 70% thị trường. Theo ông Arway Beloshop, số lượng sản xuất hàng năm của máy bay không người lái, không bao gồm các máy bay không người lái phục vụ mục đích khoa học, đã được lên kế hoạch là 32.500 chiếc. Con số này cao hơn gần gấp 3 lần so với khối lượng sản xuất hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ tài trợ cho dự án quốc gia về máy bay không người lái với số tiền 696 tỷ rúp, tương đương 7,66 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Gần đây một quan chức tình báo quân sự Ukraine cho biết, Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái UAV mới, giá rẻ trong các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine nhằm tìm cách xác định vị trí của các hệ thống phòng không, ghi hình mọi thiệt hại và sử dụng UAV như mùi nhử. Theo nguồn tin trên, hai loại máy bay không người lái mới được sản xuất từ các vật liệu như nhựa xốp và gỗ ép. Nga đã sử dụng các UAV này trong năm cuộc tấn công vào 2 đến 3 tuần qua. Một loại UAV mang theo máy ảnh và thẻ SIM điện thoại di động Ukraine để gửi hình ảnh trở lại cho quân đội Nga Đây tiếp tục là bằng chứng cho thấy Nga đang tìm cách điều chỉnh chiến thuật Và thử nghiệm công nghệ mới Để giành lợi thế trong các cuộc tấn công bằng tên lửa Và máy bay không người lái Vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine hàng ngày Theo nhận định của ông Timothy Ash Chiến lược gia cấp cao về thị trường mới nổi Của Blue Bay Access Management Company Có trụ sở tại London, Anh Trên tờ Kiev Post, Ukraine Gần đây, một loạt sự kiện chính trị và ngoại giao đã làm dấy lên hy vọng về khả năng đạt được hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các tín hiệu từ nhiều phía cho thấy có thể có cơ hội để chấm dứt giao tranh, nhưng cũng có không ít rủi ro và thách thức đi kèm. Một trong những diễn biến đáng chú ý là Ukraine đã thực hiện những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán với các chủ nợ trong những ngày gần đây, mở ra triển vọng tái cấu trúc nợ vào tháng 9 năm nay. Việc này cho thấy Ukraine có thể đang chuẩn bị cho khả năng kết thúc xung đột trong tương lai gần. Điều đó cũng có nghĩa là Ukraine đang xây dựng kế hoạch để tiếp cận thị trường tài chính và thu hút đầu tư, vốn cần thiết cho việc tái thiết đất nước sau xung đột. Sự gia tăng giá trái phiếu châu Âu cho thấy sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, chuyến công du của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đến Nga, Trung Quốc, Ukraine và Mỹ gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Malaga đã thu hút sự chú ý. Việc Thủ tướng Orbán thực hiện chuyến đi này có thể cho thấy sự chuẩn bị cho những động thái quan trọng trong chính trị quốc tế và ngoại giao Mặc dù chuyến đi của ông đã gặp nhiều chỉ trích, nhưng nó cho thấy rằng có những nỗ lực âm thầm đang được thực hiện để tìm kiếm giải pháp hòa bình. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã công bố kế hoạch hòa bình của riêng mình sau chuyến đi đến Malago. Sự thay đổi lập trường của ông từ việc kiên định phản đối nhượng bộ lãnh thổ sang tìm kiếm giải pháp hòa bình cho thấy có thể có những động thái mới trong cách tiếp cận đối thoại và đàm phán. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cũng đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi xung đột nổ ra. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Có thể thấy rằng hiện nay có nhiều động lực và sự thay đổi trong cách tiếp cận đối với cuộc xung đột. Dưới đây là một số kịch bản và yếu tố cần cân nhắc. Thứ nhất, nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết, sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ là cần thiết để ngăn ngừa tái xung đột. Các cam kết cần phải giống như những gì đã được cung cấp cho Israel, bao gồm cả sự hỗ trợ về tài chính, vũ khí và sự bảo vệ. Một yếu tố quan trọng khác là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Có mối lo ngại rằng nếu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine có thể giảm sút. Vì vậy, việc đạt được một thỏa thuận hòa bình trước cuộc bầu cử có thể là một chiến lược để đảm bảo sự tiếp tục hỗ trợ từ phương Tây. Tiếp theo, Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Nếu Bắc Kinh thấy rằng một thỏa thuận hòa bình có thể giúp giảm nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ dưới thời ông Trump 2.0, họ có thể gia tăng áp lực để đạt được thỏa thuận. Tóm lại, ông As kết luận: triển vọng hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine đang có những dấu hiệu tích cực nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Các diễn biến gần đây cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận và động lực để đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình bền vững, các bên liên quan cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các cam kết an ninh, tác động chính trị và vai trò của các cường quốc toàn cầu. Ukraine hiện vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ từ phương Tây trong cuộc xung đột với Nga. Nước này vừa nhận được gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, trả lời trong buổi phỏng vấn mới đây của tờ RBC Ukraine, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine Sergei Marchenko nhận định Kiev khó có thể nhận được các hỗ trợ tài chính tương tự do viện trợ của phương Tây phần lớn phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Ông Marchenko nói, năm 2025 sẽ là một năm đầy thử thách. Chúng tôi sẽ phải cân nhắc những quy định khó khăn nhất và dựa vào sức mạnh nội tại. Ông Machenko tuyên bố Ukraine sẵn sàng cho những quyết định khó khăn nhất và nên dựa vào chính mình, đồng thời thừa nhận để duy trì cuộc sống và có thể tiếp tục chiến đấu. Kiev sẽ cần thêm 12 đến 15 tỷ đô la Mỹ vốn đệm từ phương Tây vào năm 2025. Bộ trưởng Machenko cho biết, bây giờ chúng tôi liên tục thảo luận với các đối tác rằng chúng tôi cần thêm sự đảm bảo tài chính vì cuộc xung đột sẽ tiếp tục vào năm 2025 và chúng tôi cần có một khoản đệm. Theo ông, các cam kết hiện tại từ các đối tác của Ukraine vẫn chưa đủ. Cũng theo Bộ Tài chính Ukraine, nợ công của nước này đã tăng hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào tháng 6 với tổng nợ hiện tại vượt quá 152 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 6, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine trong năm nay từ 3,2% xuống còn 2,5%. IMF nhận định điều này là do tâm lý của người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày càng xấu đi khi xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Cách đây ít hôm, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch có trụ sở tại Mỹ đã hạ bậc Ukraine xuống nguy cơ vỡ nợ do khoản nợ 20 tỷ đô la Mỹ. Fitch cũng dự báo nợ công của Ukraine sẽ tăng vọt lên mức 92% so với GDP của nước này trong năm nay. Ukraine đang chạy đua với thời gian để chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc một số khoản nợ trái phiếu dự kiến đến hạn vào ngày mùng 1 tháng 8. Nếu không làm kịp việc này, Kiev đứng trước nguy cơ không thể vay tiền để tái thiết đất nước trong giai đoạn hậu chiến. Tờ The New York Times mới đây đưa tin liên quan đến hai cuộc trò chuyện giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong vòng một tháng. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 6. Vào thời điểm đó, cuộc tiếp xúc được Mỹ khởi xướng đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của phía Mỹ với một bộ trưởng Nga kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Theo người phát ngôn của Lầu Năm Góc vào thời điểm đó, ông Austin đã gọi cho ông Belousov và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Sau đó là cuộc điện thoại tiếp theo vào ngày 12 tháng 7 do Điện Kremlin khởi xướng. Nguồn tin của New York Times nói thêm, cuộc gọi khẩn cấp của ông Belousov đến Lầu Năm Góc là nhằm chất vấn phía Mỹ về việc tình báo Nga phát hiện một hoạt động bí mật đang được Ukraine thực hiện nhắm vào Moscow. Phía Nga cũng tin rằng kế hoạch này có sự chấp thuận từ phía Mỹ. Bộ trưởng Belosov đã hỏi thẳng ông Austin rằng Lầu Năm Góc có biết về âm mưu này không, đồng thời khẳng định nó sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và Washington. Các quan chức Lầu Năm Góc đã tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi từ phía Nga và không hề hay biết về thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ. Tuy nhiên, nguồn tin của New York Times từ chối tiết lộ nội dung cụ thể về cuộc gọi. Bất luận nội dung ông Milosov trao đổi với ông Austin là gì, thì vấn đề này đủ nghiêm trọng để Lầu Năm Góc phải lập tức liên lạc với phía Ukraine. Nội dung cơ bản cuộc trao đổi giữa Lầu Năm Góc và Ukraine sau đó là Washington muốn Kiev dừng ngay lập tức âm mưu nhằm vào Nga. Mặc dù Ukraine phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ về vũ khí, tình báo và hỗ trợ ngoại giao, các quan chức Kiev không phải lúc nào cũng minh bạch với đồng minh về các hoạt động quân sự, đặc biệt là các hoạt động chống lại các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga. Bài báo trên tờ New York Times cho biết, những hoạt động này đã khiến các quan chức Mỹ thất vọng vì họ tin rằng hành động như vậy không cải thiện đáng kể vị thế của Ukraine trên tiền tuyến, nhưng lại có nguy cơ khiến các đồng minh châu Âu xa lánh và làm xung đột lan rộng. Trong 2 năm qua, các hoạt động quân sự của Ukraine từng khiến Mỹ lo ngại, bao gồm một cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Nga ở bờ biển phía tây bán đảo Crimea, một vụ đánh bom xe tải phá hủy một phần cầu Kerch nối liền Nga với Crimea và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu bên trong nước Nga. Vẫn chưa rõ âm mưu của Ukraine mà Nga cáo buộc là có thật hay sắp xảy ra. Và nếu có, liệu nó có thể diễn ra dưới hình thức nào. Các quan chức Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đã tuyên bố rằng đến nay đã không có gì xảy ra. Họ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng Mỹ và Nga, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga sau cuộc điện đàm đã xác nhận rằng ông Belousov là người khởi xướng, đồng thời nói thêm rằng vấn đề ngăn các mối đe dọa an ninh và giảm nguy cơ gia tăng căng thẳng có thể đã được thảo luận. Nhưng tuyên bố cũng không đề cập đến những nghi ngờ liên quan nhiệm vụ bí mật của Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức lầu năm góc và Nhà Trắng đã lên tiếng thừa nhận rằng cuộc gọi bất ngờ từ Bộ Quốc phòng Nga là một minh chứng cho sự cần thiết của các đường dây nóng, cũng như duy trì kênh đối thoại với các đối thủ. Cuộc khủng hoảng ở Liban và những khó khăn pháp lý trong việc xác định vũ khí xuất khẩu chỉ được sử dụng cho mục đích tấn công đã khiến anh phải trì hoãn quyết định cấm bán một số loại vũ khí cho Israel. Theo trang The Guardian, hiện tại có khả năng quyết định này sẽ hoãn lại trong vài tuần sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan vừa qua khiến Israel thực hiện các động thái trả đũa tại Liban trong tuyên bố gửi đến các nghị sĩ ngoại trưởng anh david lammy đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế khuyến cáo người dân không nên đi du lịch đến liban và cảnh báo hậu quả của cuộc xung đột rộng lớn hơn sẽ rất thảm khốc ông nói thêm chúng tôi ủng hộ quyền tự vệ của israel theo luật nhân đạo quốc tế họ đang ở một khu vực khó khăn bị đe dọa bởi những kẻ muốn loại bỏ họ về việc cáo buộc iran đang gây căng thẳng ông nói thêm trong nhiều tháng nay chúng ta đang ở bên bờ vực và việc giảm gia tăng căng thẳng và ổn định khu vực trở nên cấp bách hơn bao giờ hết về vấn đề hoãn bán vũ khí cho Israel, ông Lamy muốn phân biệt giữa vũ khí mà Tây Vip sử dụng cho cuộc xung đột ở Gaza và vũ khí được sử dụng để phòng thủ. Nhưng vào thời điểm Israel đang phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Hezbollah ở Liban, việc phân biệt trở nên khó khăn hơn về mặt luật pháp cũng như thách thức về mặt chính trị. Theo đó, các bộ trưởng sẽ cần quyết định cách phân loại các bộ phận của Anh mà Israel sử dụng trong máy bay F-35 mà nước này đã mua từ Mỹ. Lệnh cấm các bộ phận của F-35 sẽ bị BAE System phản đối, nhưng F-35 đã được sử dụng để thực hiện những cuộc tấn công ở Gaza cũng như bảo vệ Israel. Bộ trưởng phe đối lập văn phòng đối ngoại và thịnh vượng chung Vương quốc Anh, Andrew Mitchell, kêu gọi thận trọng với lệnh cấm bán vũ khí. Ông Mitchell thúc giục ông Lamy hãy nhớ rằng chỉ vài tuần trước, quân đội và vũ khí Anh đã bảo vệ đồng minh Israel của chúng ta khỏi tên lửa do Iran phóng. Ông Lamy cho biết, ông có nghĩa vụ phải đưa ra lời khuyên pháp lý mới, nhưng cho biết sẽ không có bước đi nào từ bỏ đồng minh Israel như một số nghị sĩ đảng bảo thủ tuyên bố. Trong bối cảnh đó, các tổ chức Human Rights Watch, HRWK Axonet UK và Oxfam cáo buộc chính phủ Anh do dự về lệnh cấm bán vũ khí cho Israel. Bà Yasmai Ahmed, giám đốc HRWK tại Vương quốc Anh, gọi quyết định hoạn bán vũ khí của Anh là bước tiếp theo quan trọng. Bà nói, thật đáng thất vọng khi chính phủ dường như đang chậm trễ. Quyết định này càng kéo dài thì càng gây tổn hại đến danh tiếng của chính phủ. Ông Halima Begum, giám đốc điều hành của Oxfam GB cho rằng, chính phủ hoàn toàn nhận thức được nguy cơ vũ khí xuất khẩu từ Anh có thể được sử dụng trong cuộc xung đột Gaza bằng cách bán các bộ phận của F-35 cho Israel, chính phủ Anh thực sự đang tạo điều kiện cho nhiều cuộc không kích của Israel và tàn phá Gaza. Chính quyền Israel đã mở các hầm trú bom ở miền trung đất nước, lo ngại phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban sẽ có động thái đáp trả cuộc không kích của nước này vào thủ đô Beirut vừa qua. Cụ thể, theo cổng thông tin Marib của Israel, chính quyền thành phố Rishon Letosijon đã mở các hầm trú bom công cộng. Trong khi đó, theo truyền thông Israel, hệ thống phòng không của nước này cũng đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo phóng từ Iraq nhằm vào thành phố Eilat. Diễn biến này đã khiến chính quyền Tel Aviv quyết định mở hầm trú bom công cộng trong thành phố. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công ở vùng ngoại ô phía nam Beirut nhằm vào một chỉ huy chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Madan và khiến nhiều thường dân Israel khác thương vong. Sau đó, IDF cho biết viên chỉ huy quân sự cấp cao nhất của phong trào Hezbollah ở Liban là Fouad Souk đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói với Sputnik rằng Souk vẫn còn sống. Ngay sau đó, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel chịu trách nhiệm và chấm dứt hành động bạo lực và thực hiện các nghị quyết quốc tế, đồng thời triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp quân đội israel tuyên bố cuộc không kích này là đòn đáp trả vụ tấn công bằng rocket vào cao nguyên golan vừa qua israel cáo buộc hezbollah đứng đằng sau vụ tấn công song nhóm này phủ nhận mọi trách nhiệm thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết israel sẽ phản ứng trước cuộc tấn công vào cao nguyên golan và hezbollah sẽ phải trả một cái giá chưa từng có trước đây những diễn biến trên đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa liban và israel có thể lan rộng ra ngoài biên giới của cả hai nước. Không giống như Hamas ở Gaza, Hezbollah có kho vũ khí gồm tên lửa dẫn đường chính xác và bom nặng tới 500 kg. Hiện tại, Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa và rocket các loại và tầm bắn khác nhau. Phong trào này cũng đã thể hiện khả năng sử dụng thiết bị bay không người lái của mình. Bên cạnh đó, số lượng thành viên Hezbollah sẵn sàng tham gia một cuộc xung đột với Israel đã vượt quá 100.000. Ngoài năng lực quân sự Hezbollah còn là một thế lực chính trị có ảnh hưởng lớn ở Liban. Họ cũng được hỗ trợ bởi các nhóm vũ trang thân Iran trên toàn khu vực, bao gồm lực lượng hầu thi ở Yemen và các đơn vị huy động quân chúng ở Iraq. Iran đã ám chỉ rằng họ có thể hành động để bảo vệ Hezbollah, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng trong trường hợp Israel tiếp tục tấn công ở Liban. Trong khi đó, Israel cho biết cuộc tấn công ở cao nguyên Golan đã vượt qua ranh giới đỏ, Câu hỏi mà khu vực này sẽ đặt ra bây giờ là liệu Hezbollah có coi phản ứng mới của Israel là cùng mức độ hay không? Tuy nhiên, có thể nhận thấy cả Hezbollah và Israel đều không muốn một cuộc xung đột toàn diện. Hezbollah có thể tìm cách trả đũa mạnh mẽ nhưng không để châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn. Israel cũng có thể sẽ trả đũa tương tự. Nhưng không ai có thể đoán được cuộc xung đột nhằm trả đũa của cả hai bên sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng như thế nào và kéo dài bao lâu trước khi khu vực này rơi vào một cuộc xung đột chưa từng có. Mỹ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều này và đạt được giải pháp ngoại giao. Hezbollah đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza, điều vốn khó xảy ra trước mắt. Cho đến lúc đó, Liban, Israel và khu vực rộng lớn hơn vẫn bên bờ vực của cuộc xung đột toàn diện. Ngày 30 tháng 7, ông Masoud Pezeshkian đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 9 của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông Pezeshkian 69 tuổi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của Iran. Ông là một nhà cải cách, bác sĩ phẫu thuật tim, từng giữ chức bộ trưởng y tế dưới thời tổng thống theo chủ nghĩa cải cách Mohammad Khatami trong giai đoạn từ năm 2001 tới năm 2005. Tham dự lễ nhậm chức có các quan chức cấp cao của một số quốc gia như Armenia, Tajikistan, Ai Cập, Sudan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Azerbaijan, Cuba và Brazil. Đặc phái viên của Liên minh châu Âu EU, Enrique Mora cũng tham dự tân Tổng thống Iran dự kiến công bố chính phủ mới trong vòng 2 tuần. Sau lễ tuyên thệ, ông Pezeskian có bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, trong đó cam kết sẽ bảo vệ tôn giáo chính thức, hệ thống Cộng hòa Hồi giáo Iran và hiến pháp của đất nước. Mer News dẫn lời nhà lãnh đạo khẳng định Iran sẽ tìm kiếm sự tương tác mang tính xây dựng và hiệu quả với thế giới dựa trên các nguyên tắc về phẩm giá, trí tuệ và lợi ích. Theo ông, thế giới cần nắm bắt cơ hội duy nhất này để giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu với sự tham gia của một nước Iran hùng mạnh hướng tới hòa bình và có phẩm giá kêu gọi hòa bình trong khu vực. Tổng thống Pezeshkian cho rằng các quốc gia không được lãng phí nguồn tài nguyên quý giá của mình vào xung đột và chiến tranh tiêu hao và Tehran sẽ luôn đứng về phía đúng đắn của lịch sử. Nhà lãnh đạo nêu quyết tâm trong việc tiếp tục đàm phán với các cường quốc nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran, đồng thời lưu ý rằng chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và đã được cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA xác minh. Ông tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng Iran có quyền bất khả xâm phạm trong việc có quan hệ bình thường với thế giới và tôi sẽ không khuất phục trong cuộc chiến chống lại các lệnh trừng phạt cứng rắn. Trong khi đó, ngay trong ngày nhậm chức của ông Pezeshkian, Mỹ đã thông báo trừng phạt 5 cá nhân và 7 công ty tại Trung Quốc và Iran với cáo buộc hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái UAV của Tehran. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt này nhắm vào các cá nhân và công ty trên do liên quan đến việc mua các cấu kiện quan trọng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và hậu cần lực lượng vũ trang Iran. MODAFL Theo Bộ Tài chính Mỹ, các cá nhân và công ty bị trừng phạt đã tham gia mua các máy đo gia tốc và con quay hồi chuyển được sử dụng cho các hệ thống định hướng, dẫn đường và điều khiển trong chương trình chế tạo tên lửa đạn đạo cũng như UAV của MODAFL. Một quan chức Mỹ cho biết, Washington vừa thực hiện một đợt không kích ở Iraq để tự vệ. Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang cực kỳ căng thẳng sau vụ tấn công của Israel vào Beirut mà Israel tuyên bố đã loại bỏ chỉ huy cấp cao nhất của lực lượng Hezbollah. Chưa rõ cuộc không kích của Mỹ có phải đã gây ra các vụ nổ tại một căn cứ ở phía nam Baghdad của lực lượng động viên nhân dân Iraq hay không. Đây là lực lượng an ninh chính thức, trong đó có một số nhóm vũ trang thân thiết với Iran. Theo các nguồn tin cảnh sát và y tế, các vụ nổ đã làm hại 4 người và khiến 3 người khác bị thương. Trong tuyên bố đưa ra sau các vụ nổ, lực lượng động viên nhân dân không cáo buộc bên nào phải chịu trách nhiệm một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington thực hiện cuộc tấn công vì mối đe dọa nhằm vào lực lượng liên quân đóng tại Iraq. Quan chức này không nói về bất kỳ thương vong nào. Đây là cuộc không kích đầu tiên của Mỹ tại Iraq được biết đến kể từ tháng 2 năm nay khi quân đội Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích tại Iraq và Syria nhằm vào hơn 85 mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các lực lượng dân quân thân Tehran. Giữa tháng 7 vừa qua, nguồn tin quân sự từ Iraq cho biết hai thiết bị bay không người lái có vũ trang đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ain Anasat của Iraq ở miền Tây nước này. Căn cứ này cũng là nơi có lực lượng Mỹ và các lực lượng quốc tế khác đồn trú. Các nguồn tin cho biết không có thương vong nào được báo cáo. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq kể từ đầu tháng 2 vừa qua. Theo một sĩ quan quân đội Iraq, trước vụ việc, máy bay trực thăng của Mỹ đã xuất hiện ở không phận của căn cứ này và các khu vực xung quanh. Trong khi đó, lực lượng của Iraq tăng cường cảnh giác. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại giải Gaza, một nhóm vũ trang mang tên Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq thường tiến hành tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria. Mỹ hiện duy trì 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq. Nước này cho biết đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Vừa qua, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết đã có cuộc thảo luận với những người đồng cấp Katz của Israel và Abdallah Bou Habib của Liban nhằm ngăn nguy cơ bùng phát cuộc xung đột mới tại Trung Đông. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Tajani cho rằng việc phá vỡ vòng xoáy bạo lực là hoàn toàn khả thi. Theo ông Tajani, nếu phong trào Hezbollah tôn trọng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn giúp chấm dứt xung đột Israel Hezbollah tại miền nam Liban vào năm 2006, thì nguy cơ Israel tấn công có thể được ngăn chặn. Mặc dù cho rằng việc sơ tán khoảng 3.000 người Italia đang sống ở Liban sẽ chỉ cần thiết nếu khủng hoảng xấu đi, song trong tình hình hiện nay, ông khuyến cáo công dân Italia nên rời khỏi Liban. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh cam kết của chính phủ Italia đối với hòa bình, ổn định khu vực, bao gồm sự đóng góp của Italia trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL. Ông kêu gọi các bên đảm bảo việc bảo vệ Unifin, trong đó hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Italia. Nhà ngoại giao hàng đầu của Italia tin rằng việc tiếp tục và mở rộng xung đột không phải là mong muốn của bên nào. Tái khẳng định sự ủng hộ của Italia đối với bất kỳ sáng kiến hòa giải nào nhằm thúc đẩy đối thoại. Trong khi đó, chính phủ Đức kêu gọi tất cả các bên liên quan trong xung đột tại Trung Đông ngăn căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã có cuộc thảo luận với một số nhân vật, trong đó có người đồng cấp Liban nhằm ngăn tình hình căng thẳng gia tăng. Người phát ngôn nêu rõ Đức rất quan ngại về tình hình thực địa, đồng thời khuyến cáo công dân Đức tại Liban rời khỏi nước này khi còn có thể. Ước tính khoảng 1.300 công dân Đức đang sinh sống tại Liban. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Al Ahmed Abogheid, bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột quân sự giữa Israel và phong trào Hezbollah lan rộng. Trong tuyên bố, Tổng thư ký Abogheid cảnh báo xung đột hiện nay có thể đẩy toàn bộ Trung Đông vào các cuộc giao tranh. Ông khẳng định đoàn kết với Liban, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hành động leo thang nào cũng có thể đe dọa tới an ninh và ổn định của toàn khu vực. Ông dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với các đối tác quốc tế để hạ nhiệt tình hình tránh nguy cơ đối đầu lan rộng. Trước đó, AL đã nhiều lần kêu gọi điều tra vụ tấn công vào Cao nguyên Golan cũng như cảnh báo hiệu quả của việc Israel kéo dài xung đột tại Gaza, nguy cơ của việc mở rộng xung đột và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban đã gia tăng kể từ khi xung đột tại Gaza nổ ra cho đến nay tình hình trong khu vực diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Nội các an ninh của Israel đã ủy quyền cho chính phủ đáp trả cuộc tấn công mà nước này cho rằng do lực lượng Hezbollah thực hiện. Về phần mình, Hezbollah khẳng định không liên quan vụ tấn công. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã tới thăm Madan Shams, nơi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan trong tuyên bố do văn phòng thủ tướng netanyahu đưa ra sau đó nhà lãnh đạo israel khẳng định nước này sẽ có đáp trả mạnh mẽ